Chiều nay, cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, các thí sinh Đà Nẵng đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Kỳ thi năm nay, Đà Nẵng có 28 điểm thi chính thức với 532 phòng thi, 41 phòng chờ, 56 phòng dự phòng. Ngoài các điểm thi chính thức, thành phố cũng bố trí 2 điểm thi dự phòng. Toàn thành phố có 12.686 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có hơn 12.000 thí sinh vừa thi để xét công nhận tốt nghiệp, vừa xét tuyển cao đẳng đại học. Đến thời điểm này, các thí sinh đã chuẩn bị sẵn sàng về cả kiến thức lẫn tâm lý trước kỳ thi quan trọng. Mấy lần cuối thì em sẽ ít làm đề lại và ôn chính vào những lúc trước mình đã làm. Em không đi ôn lại mấy cái đề đó thôi, em không làm thêm đề mới. Em thi môn toán lý hóa nên em lo cả ba môn. Em lính trại giam Hòa Sơn nên thí sinh ngồi nói chung là cũng chuẩn bị tâm lý tư tưởng từ trước nên chắc ngày mai chắc cũng ổn định. Chiều nay, thí sinh đã được phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và những quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngay phổ biến lại lịch thi từng môn, các hiệu lệnh trống hoặc chuông sẽ được sử dụng tại điểm thi. Số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 12.456 em, đạt tỷ lệ 98,19%. Ngày mai, ngày 7 tháng 7, thí sinh sẽ làm bài thi 2 môn, ngữ văn vào buổi sáng và toán vào buổi chiều.